Right, chào các bạn. Bây giờ mình sẽ đưa ra cho các bạn xem bộ câu hỏi mà mình đã được nhận khi mình đi thi nói ngày hôm nay 29 tháng 3. Ngay sau khi mình lên xe máy về nhà, mình đi xe ôm, thì ngồi đằng sau mình đã ghi lại tất cả những câu hỏi này nên là khá chính xác với nội dung mà mình đã đi thi. Sau đó mình cũng sẽ trả lời mẫu một số câu hỏi. Những cái câu hỏi mình trả lời ở nhà tất nhiên là nghe tự tin hơn và ít ậm ừ hơn so với trong phòng thi, tuy nhiên nội dung thì hoàn toàn được đảm bảo. Mình đã gõ lại chính xác những nội dung mà mình đã nói trong khi thi để mình sẽ nói lại, chứ mình sẽ không nói ngoài những gì mình đã perform trong lúc thi. Right. Câu hỏi mình nhận được khá nhiều bởi vì do trong phòng thi mình nói hơi nhanh. Tuy nhiên tốc độ thì sẽ không ảnh hưởng đến người ta chấm điểm cao hay thấp, mà thực ra người ta chỉ chấm điểm fluency, tức là việc bạn nói có trôi chảy hay không, có bị ậm ừ nhiều hay không, chứ nói nhanh hay nói chậm thì sẽ không ảnh hưởng đến điểm của bạn. Rồi, vì một số câu hỏi trong phòng thi giữa mình với giám khảo mình có đưa ra những thông tin cá nhân và mình cũng không 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 muốn đưa ra rộng rãi trên Facebook, vì vậy mình sẽ chỉ trả lời một số câu mà có những thông tin mà mình nghĩ là an toàn. Trong phòng thi thì bạn có thể nói bất kỳ điều gì với giám khảo miễn là bạn cảm thấy comfortable. Bạn không sợ giấu người ta, bạn không ngại thì bạn có thể nói ra. Tuy nhiên, có những vấn đề cần tránh vì bởi vì có thể có những giám khảo rất là open, thoải mái, nhưng sẽ có những giám khảo mà người ta có những quan điểm khác biệt so với bạn ấy, thì nếu mà người ta không kiểm soát được cái ý kiến trái chiều cho đối với bạn trong lúc mà người ta chấm điểm thì đấy sẽ là một điểm bất lợi cho bạn. Những vấn đề mà dễ gây ra tranh cãi, ví dụ như là sexual này, politics này, hay là religious này, thì chúng ta cần tránh. Rồi, câu hỏi thứ nhất mà mình trả lời đấy là do you work or study? Đây là câu hỏi mà gần như thí sinh nào cũng sẽ gặp phải bởi vì đó chính là chỉ dẫn cho giám khảo để hỏi bạn những câu hỏi sau. Nếu bạn là người đi làm thì người ta sẽ hỏi bạn những thứ liên quan đến công việc. Nếu bạn là người đi học thì chắc chắn là sẽ để liên quan đến học hành. Right. Câu hỏi số 2, why did you choose that kind of job? Mình đã trả lời như sau. Well, to tell you the truth, I had no idea of what career I would pursue after high school. But it was my mom who pushed me into the teaching career because it used to be her life dream. Right. Câu trả lời của mình như sau ạ. Well, to tell you the truth, I had no idea of. Thì đây là hai công thức ăn điểm Ben 7 trở lên. Well, to tell you the truth, để đưa những ý kiến trái chiều với expectation của giám khảo. Khi bạn đưa một thông tin nào đó mà chuẩn bị khá là gây ngạc nhiên, thì bạn nên mồi vào bằng những từ như to tell you the truth, frankly speaking. Thay vì bạn nói là I don't know, thì bạn có thể sử dụng I had no idea để cho nghe đỡ cliché, đỡ nhàm chán thôi. Of what career? Career. Bạn nhớ là từ career trọng âm rơi vào re và career. I would pursue after high school. Cấu trúc ngữ pháp ăn điểm Ben 7 trở lên đó là it was my mom who. It cộng với be cộng somebody who verb. Chính ai đó là người đã làm gì? Pushed me into the teaching career because it used to be her life dream. Used to be cũng là cấu trúc ngữ pháp ăn điểm, chia thì quá khứ, đã từng là. Right. Câu hỏi số 2. Do you like having a holiday from work? Bạn có thích nghỉ việc hay không? Tức là được được có những kỳ nghỉ sau khi làm việc hay không? Thì mình nói là mình là người ham công tiếc việc. Thế nên kể cả mình có kỳ nghỉ đi chăng nữa thì mình vẫn cứ mang việc đi cùng để làm. Thế nên là có nghỉ hay không thì cũng không quan trọng với mình lắm. Và mình đã trả lời như sau. Well, because I consider myself a workaholic, so even when I have some time off work, I usually bring work along with me to complete it. So a holiday break doesn't mean much to me. Câu trả lời của mình như sau. Because I consider myself a workaholic, từ thuộc chủ điểm, ăn điểm 7 cộng, workaholic, người ham mê làm việc, ham công tiếc việc, nghiện việc. So even when I have some time off, thuộc chủ điểm holiday, I usually bring work along, từ vựng Ben 7 cộng, phrasal verb. A holiday break, từ thuộc chủ điểm holiday, doesn't mean much to me. Và các bạn lưu ý là ngữ âm là nền tảng của điểm 6.
Nếu bạn thiếu những âm cuối như là doesn't, much, thì bạn khó có thể qua nổi điểm 6. Vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn đọc các ending sounds đầy đủ trước khi bạn hoàn thiện về mặt từ và mặt ngữ pháp. Right, câu hỏi tiếp theo. How long do you like to have your holiday? Mình trả lời là nó tùy thuộc vào tâm trạng của em. Nếu mà em cảm thấy mệt mỏi thì em cần đến tận vài tháng để nghỉ. Nhưng mà nếu em tràn đầy năng lượng thì em chắc chỉ cần vài ngày thôi. Right. Và câu trả lời của mình là you know, it depends on my mood. If I feel desperate and mentally fatigued, I guess I need up to a few months. However, if I'm full of energy and on the go, I only need a couple of days. Right. You know, là câu chuẩn bị trước khi bạn trả lời một cái gì đó, nghe cho tự nhiên. It depends on, cấu trúc ngữ pháp phô trương về preposition, giới từ. My mood, từ vựng thuộc chủ điểm. If I feel desperate, và mentally fatigued, desperate là, nói thế nào nhỉ, desperate, cùng cực, không thể cứu vãn nổi á, và mentally fatigued là rất mệt mỏi về mặt tinh thần. I guess, từ đưa ra quan điểm cá nhân. I need up to a few months. However, từ logical device, ăn điểm về kết nối logic. I'm full of energy. Full of energy. Từ ăn điểm từ vựng. 7 cộng. Thuộc chủ điểm holiday. Tràn đầy năng lượng. On the go. Từ vựng bên 7 cộng. Tràn đầy năng lượng. On the go là luôn luôn sẵn sàng hoạt động. I only need a couple of days. Right. Câu hỏi tiếp theo, phần 2, người ta yêu cầu mình miêu tả một thời gian mà mình rất là bận, thì lúc đó mình không mảy may suy nghĩ và mình sẽ trả lời luôn đấy là cái thời gian hiện tại. Nhưng mà tất nhiên là mình vẫn take notes, mình vẫn dành một chút thời gian, một phút, người ta cho mình một phút để take notes và mình cũng take được khá nhiều. Trong này mình sẽ nói rằng hiện tại mình đang rất bận vì mình là full time housewife, tất nhiên là hơi bịa một chút, mình vẫn đi làm. Và mình là single mom. Mình là người kiếm tiền duy nhất của gia đình. Thế nên cái thời gian này đối với mình rất là khó. Tuy nhiên mình cảm thấy rất là xứng đáng, bởi vì mình toàn quyền quyết định việc nuôi dạy con cái. Bố mẹ mình thì ở cùng với mình, cũng giúp đỡ mình việc nhà. Thực ra mình không hề nhìn vào những cái ý mà họ đưa cho nhỏ nhỏ này đâu. Ví dụ when it was, what you had to do, how you managed it and explain how you felt. Thực ra mình không theo những cái này, bởi vì đối với mình nó chỉ là clue thôi, tức là những gợi ý để mình theo thôi, chứ không bắt buộc. Bởi vì nếu mà mình nhìn vào đây ạ, thì mình sẽ rất là mất tập trung, mình không follow được, mình không tạo được một cái flow cho bài nói của mình. Thế mình cứ nói những cái gì mà mình nghĩ đến ấy, thì tự nhiên mình không bị ậm ừ, và nói cố gắng lái vào đúng chủ đề, đấy là mình bận như thế nào là được. Chứ còn nếu thỉnh thoảng có một số thông tin ngoài lề ấy, mình nghĩ cũng không sao cả. Lần trước mình trả lời cũng vậy thôi. Mọi lần mình trả lời đều lúc đầu ạ, thì mình có theo những cái clue này, nhưng càng theo mình càng thấy cuống, thấy rối và khó nghĩ ý. Nhưng sau đấy thì mình lờ những cái clue này đi, không theo những cái này nữa, chỉ nắm lấy topic thôi. Và mình khai triển bài của riêng mình thì mình thấy hiệu quả hơn hẳn và điểm cao hơn. Right. Bài mình nói như sau này. I will tell you about my current time when I'm really busy. As a full-time housewife, a single mom and the only breadwinner of the family, I find it very challenging currently to live by. However, I feel worthwhile as I have full decision in rearing my son. Currently, my dad and my mom is living with me to help me with housework, but still being the only income earner is rough. At the moment, I am also in charge of my nephew, diagnosed with dyscalculia and dyslexia. So my routine is like, during the day, my son, my nephew, and my parents have their own job. So my son and my nephew is sent to school. I have much time for myself when they are not at home. I work as a freelancer other than the time I have lectures at university. So I took up typing documents as a means to cover the expenses. After 4 p.m., I pick up my son from his kindergarten. Then I have to play with him, bathe him, talk to him. I'm very lucky because he turns in very early, at about 7. So after 7 until the wee hours, I spent time for my nephew.
I developed a separated curriculum for him so that he can keep up with basic reading and maths. After I tuck my son into bed, I teach my nephew and share with him meaningful life stories so he can find a purpose in life. To me, even though the time I'm going through is hard, I find it rewarding. Right. Bài nói thì nghe có vẻ trôi chảy hơn lúc mình nói thật. Lúc mình nói thật thì mình sẽ dừng lại một số chỗ, ví dụ như the only income earner. Chỗ đây đâu rồi nhỉ? Here. The only income earner is Ralph. Mình dừng lại chỗ này bởi vì mình không nghĩ ra được cái từ income earner, nhưng mà dừng lại chắc là cũng chỉ cùng một giây là cùng lắm thôi. So my routine is like, mình dừng lại một chút để mình nghĩ cái phần tiếp theo. My son and my nephew. Cái chỗ này mình gõ đúng như thực tế mình nói. Chỗ này mình nói mình bị vội ý quá nên là mình đã chuyển luôn đến chỗ my parents. Đáng nhẽ chỗ này phải là my son, my nephew is sent to school. Thế tuy nhiên mình đã bỏ phần này đi và lúc sau mình, ngay sau đấy thì mình nhận ra là mình nói thiếu ý và mình cũng đã sửa lại là I mean, hoặc là mình sửa lại luôn chính cái câu đó mà không cần phải sorry. Các bạn nhớ là khi các bạn mắc lỗi trong bài thi nói, đấy là việc bình thường. Chúng ta nói tiếng Việt bình thường, còn vấp nữa là khi nói tiếng Anh. Vậy chúng ta cứ quay lại sửa câu chúng ta nói bình thường. Chúng ta quay lại từ đầu bài nói của mình. As a full-time housewife single mom, the only breadwinner là người kiếm tiền chính trong gia đình, là trụ cột kinh tế. I found challenging currently to live by ăn điểm về phrasal verb, tức là sống qua ngày. Nghe thì hơi khổ sở một tí, nhưng mà thực ra chỉ là mình muốn phô trương cái phrasal verb của mình mà thôi. I feel worthwhile, đây là từ ăn điểm từ vựng, thuộc chủ điểm làm việc. Rất là xứng đáng. Full decision in rearing. Rearing là nuôi dạy. Still being the only income earner. Income earner là từ thuộc chủ điểm kinh tế và làm việc, cũng ăn điểm bên 7 cộng. It's rough. I'm in charge of. Phụ trách việc gì? Phrase. Cụm từ ăn điểm bởi vì nó phô trương được bạn có kiến thức về preposition. Giới từ tốt. My nephew diagnosed with. Chỗ này là ẩn của cấu trúc ngữ pháp 7 cộng. Đấy là who is diagnosed with. During the day, my son and my nephew sent to school. My parents left my own job. I work as a freelancer. Thực ra chỗ này mình hơi contradict với phía trên một chút. Đấy là mình là full-time housewife. Đó. Bởi vì ngay sau đó mình nói là other than the time I have lectures at university. Thì mình cũng không biết là chỗ này giám khảo có nhận ra hay không. Nhưng mà để xem điểm như thế nào. Mình nghĩ là ý tưởng cũng không quan trọng lắm. Nhưng mà nếu mà trái ngược về mặt logic thì cũng là vấn đề đấy. Right, để xem. Other than ngoài cái gì đó ra, ngoài cái thời gian, đây là cấu trúc ngữ pháp ăn điểm. Time. I took up typing documents. Take up something, tức là nhận cái việc gì. Đây là phrasal verb ăn điểm bên 7 cộng. Bạn nhớ là để được 7 cộng trở lên thì bạn dùng càng nhiều phrasal verb càng tốt, idiom cũng thế. As a means to cover the expenses, từ thuộc chủ điểm, kiếm sống. After 4 p.m. I pick up my son from his kindergarten and play with him. Cái chỗ này chỉ là liệt kê để câu giờ thôi. Mình đã làm cái gì trong một ngày mà bận ấy mà. He turns in. Turns in là phrasal verb, có nghĩa là đi ngủ. Ăn điểm bên 7 cộng. Until the wee hours, tức là tờ mờ sáng, tầm 1-2 giờ sáng đó. Thì đây là từ vựng thuộc chủ điểm. Làm việc, ăn điểm. I spend time for my nephew. I developed separate curriculum. Từ này cũng là từ hơi technical một chút, thuộc chủ điểm education. So that you can keep up with phrasal verb, ăn điểm. So after I tuck my son into bed, cho ai đi ngủ. I teach and share with him meaningful life stories and find a purpose in life, even though I find it rewarding. Rewarding là từ điểm, từ bên 7 cộng. Alright. Okay. Chúng ta hãy cùng xem phần 3. Ngay sau đấy thì mình nhận được cái câu hỏi extra question, đó là Have you ever been busy like that before? Thì câu này mình trả lời rất là ngắn, mà thực tế là bạn cũng chỉ cần trả lời một hai câu cho câu này thôi, không cần phải phô trương gì thêm, bởi vì họ chỉ hỏi câu này để muốn
chứng minh xem cái bài nói của bạn á, có là original hay không, có phải là bài bạn cóp nhặt từ chỗ nào khác hay không. Nếu bạn học thuộc lòng và bạn đem cái bài học thuộc lòng đó ra để perform trong kỳ thi á, thì bạn sẽ dễ bị rơi vào cái điểm trừ, người ta gọi là penalty. Điểm trừ đấy có thể lên tới một band. Và câu này mình trả lời là as I said earlier, I am a workaholic, so I've been always busy. Thế thôi ạ. Về phần 3, câu hỏi đầu tiên mình nhận được là Do you think stress have advantages or disadvantages? Tất nhiên với những câu advantage và disadvantage thì chúng ta sẽ phải trả lời là có cả hai. Thế cái kiểu trả lời của mình hay hay là mình hay nói là it depends, tùy thuộc. Và mình đã trả lời là well, it's pretty much conditional upon each person. For those who are in the working like me, they can enjoy stress as a propeller to push them forward at work. To those who are more under pressure, then they are better perform at work. That's an advantage to me. However, to those who are vulnerable to stress and breakdown, I don't think stress will have a good effect on them. Right. Câu trả lời của mình như thế này. It's pretty much conditional upon. Đây cũng là từ vựng mà mình tránh dùng với depend on. Mình chuẩn bị sẵn cái từ này để mình biết là depend on được dùng nhiều, nó trở thành cliché nhàm chán rồi. Vậy nên mình sẽ dùng từ này bất kỳ khi nào mình muốn nói là it's up to somebody hoặc là it depends on something. Phụ thuộc vào. For those, với những người mà into working, thích làm việc. They can enjoy propeller to push. Propeller là động lực, chính là incentive, motivation. To push them forward, đây là phrasal verb. To those who, cái chỗ này mình nói chưa hoàn thiện đâu này. The more pressure, to those who the more pressure they are under, the better they perform at work. That's an advantage. Chắc là lúc gõ thì mình sẽ làm nó hơi sai ngữ pháp một chút, nhưng mà lúc nói thì mình nói khá là đều và trôi chảy nên là người ta sẽ không nhận ra đây là cái lỗi ngữ pháp đâu. Nó giống như là một câu bình thường đó thôi. To those who are the more pressure they are under, the better they perform at work, that's an advantage. Tuy nhiên với những người mà vulnerable to, chỗ này là ăn điểm từ vựng bên 7 cộng. Vulnerable to là dễ bị xì chết và breakdown. Breakdown là bị suy sụp. I don't think stress will have a good effect on them. Right. Câu hỏi tiếp theo. Many people nowadays are suffering from stress. What do you think are the reasons? Thì câu này đáng nhẽ mình trên sâu mình nghĩ là nếu mình khai triển được hai ba ý thì tốt. Tuy nhiên lúc đấy thì mình lại quá đi sâu vào cái ý đầu tiên, đấy là mình nghĩ rằng hầu hết mọi người bị xì chết về vấn đề kinh tế. Đó. Nên là mình đã nói là hầu hết là chỉ vì kinh tế mà thôi. Thế nhưng nếu các bạn đi thi thật thì các bạn nên khai triển mỗi một câu này hai ba ý thì tốt hơn. Về tinh thần người cũng khiến cho người ta bị stress, ví dụ như không được ủng hộ từ bạn bè hay là với trẻ con thì đấy là bully at school, vân vân. Câu này mình đã trả lời là I attribute to this issue mostly to financial pressure. There is a competitive market out there, and for those who don't have much opportunities to pursue higher education, they have to struggle with their muscles and brawn to make ends meet. For these people, life is really hard. Right. I attribute this issue mostly to. Tôi quy cái vấn đề này là do. Các bạn có thể dùng một phrasal verb nữa, đấy là put something down to, có nghĩa là tôi cho rằng cái này là do. Financial pressure, vấn đề áp lực về tài chính. Từ vựng thuộc chủ điểm, ăn điểm lên 7 cộng. There is a competitive market out there. Cái từ out there này là để cho văn nói nghe tự nhiên thôi. And for those who don't have much opportunities to pursue higher education, cái này thực ra vì mình tiện mình nói thì mình cũng không, lúc này mình cũng chưa nghĩ ra cái gì đó cao siêu hơn để giải thích. Mình nghĩ là những người mà giỏi thì không phải struggle nhiều bằng những người mà phải dùng sức lực để kiếm sống. Mình muốn phô trương từ struggle with này, từ brawn này, đó là cái sức lực, không phải là trí não mà sức lực cơ bắp. Và make ends meet nó là thành ngữ kiếm sống, chính là live by. Life is really hard, đây là câu bình thường. Không có vấn đề gì về điểm cả. Right. What can company do to encourage people to work longer hours? Các công ty có thể làm gì để giúp mọi người làm việc lâu hơn? Thì đến lúc này khi mà mình nghĩ rằng đây là chủ điểm về làm việc, mình chợt nhớ ra một từ cũng khá là thuộc chuyên ngành một chút.
đấy là nó không phải là từ chuyên ngành khó nhưng đấy là từ thuộc chủ điểm mà các bài báo họ hay đưa ra đó. Đấy là cái cách mà giúp cho mọi người cách đưa ra động lực thì gồm có hai cách chính, đấy là stick là cây gậy and carrot là củ cà rốt. Bạn tưởng tượng bạn ngồi trên lưng con lừa, bạn cầm một tay bạn cầm cây gậy để bạn quất vào mông nó để nó đi, và bạn cũng có một cách khác để bạn khiến cho nó đi, đấy là bạn treo cà rốt lủng lẳng phía trước mặt nó để nó cứ thế mà nó tiến. Thì mình dùng cái cụm từ là the stick and carrot approach, cái phương pháp dùng phạt và thưởng để đưa vào trong bài này. Thế nên mình sẽ nói là I believe they can use both the stick and carrot approach. The carrot may include giving them incentive in forms of financial reward so they will feel more willing to work extra hours. Besides, they can also use the stick, which is punishment for the incompletion of work within a limited time. By doing those, employees will certainly feel more willing to work longer hours. Right. Dù mình cố thay cái từ longer hours bằng extra work nhưng mình cũng chỉ thay một lần. Còn lần sau đấy mình lại không nhớ ra được cái từ là extended hour and extra time để đưa vào. Right. Hoặc là unsociable hour cũng được. Tuy nhiên bạn sẽ thấy là đôi khi bạn đi thi nói thì cái vấn đề không nhớ ra được từ vựng mà bạn đã chuẩn bị, cho dù bạn từ vựng đấy rất là cao siêu, đấy là rất là bình thường, không sao cả. Cái gì cũng có sự đánh đổi thôi, bạn nhớ được một hai từ đã là tốt rồi ạ. The stick and carrot approach sẽ ăn điểm từ vựng thuộc chủ điểm bên 7 cộng. May include give incentive. Giving chỗ này phải là giving. Lúc đầu mình nói sai đó, nhưng lúc sau mình có sửa lại thành giving incentive. In forms of financial rewards, đấy là thưởng tiền. Thưởng tiền mình không nói là giving money. Feel more willing to work extra hours. Hơn thế nữa, besides là từ ăn điểm về logic, kết nối ý, connector. Use the stick, which is punishment for the incompletion of work. Mình vẫn nhấn mạnh lại là các bạn phải đảm bảo rằng các bạn đọc được đúng âm cuối thì mới đạt được hiệu quả tối đa cho bài nói. Âm, sound và pronunciation là nền tảng để bạn được 6 trở lên. Khi bạn nói được âm đúng thì lúc đấy người ta mới quan tâm đến những cái khác. Chứ thường thường ấy, khi giám khảo người ta chấm, người ta sẽ chăm chăm chủ yếu vào pronunciation và trừ nặng nhất vào phần này. Tất nhiên, ba cái band khác bao gồm grammar này, vocabulary này và cohesion and coherence cũng được chấm cùng một lúc đó. Thế nhưng mà những cái mà người ta dễ để ý nhất đấy chính là pronunciation. Dễ để ý nhất bao gồm cả dễ để ý ra lỗi đó. Right, do you think entertainment is important in today's life? Bạn có nghĩ rằng giải trí ngày nay rất quan trọng không? Không biết lúc đấy như nào nhưng mà trong phòng thi thì tự nhiên mình nghĩ ra cái cấu trúc đảo ngữ rất là nhanh. Mình bắt đầu nói là never have I seen. Đó. Mình nghĩ ra được cấu trúc này ngay trong đầu và mình đã dùng để trả lời luôn. Never have I seen a role of entertainment more significant than today. Và mình tự tin là câu này mình không hề nói sai ngữ pháp. As more people are under stress, they need to be amused. However, I think entertainment forms nowadays still fail to meet this huge demand. There has been little revolution from movies, music, and songs. Digital natives today, they spend most of the time on social networks. Therefore, they need something digital, while still amusing and interactive and communicative all at the same time. Đến lúc này thì giám khảo dừng mình bởi vì là đã hết 15 phút thi của mình rồi. Đó, thế nên mình cũng cũng thấy là cũng ổn ổn. Mình cũng không nói tiếp nữa. Trong này mình khá hài lòng hai cấu trúc đấy là cấu trúc đảo ngữ never have I seen mà mình đã nghĩ ra. Mình không không rõ vì sao lại nhanh được đến thế, có lẽ là do sử dụng nhiều thôi. Thì các bạn sẽ quen được và các bạn bật ra được luôn trong đầu. As thì mình đã có thói quen dùng as thay cho because cũng khá là thường xuyên. Amuse là từ đồng nghĩa của entertain mà mình nhận thức được là mình phải dùng từ đồng nghĩa nhiều. I think entertainment forms still fail to meet. Cái này là cấu trúc hay dùng trong văn viết. Không làm được điều gì là fail to verb. Thì mình cứ thế mà mình đưa vào đây thì cũng khá là thuộc rồi. Digital natives là một từ cũng là từ chuyên ngành. Không không có gì khó cả. Digital natives chính là cái thế hệ mà sinh ra đã ở trong cái công nghệ kỷ nguyên công nghệ rồi. Trẻ con thì đã nhìn thấy người lớn tương tác với các thiết bị công nghệ quá nhiều đến nỗi mà chúng biết sử dụng luôn mà không cần dạy. Còn những thế hệ như ông bà cha mẹ của chúng ta mà phải dạy thì mới biết dùng công nghệ thì người ta sẽ gọi là digital immigrant. Digital immigrant.
Và mình kinh nghiệm cho thấy là nếu bạn dùng được những từ gọi là chuyên ngành như thế này này hay xuất hiện trong những cái bài viết chuyên ngành về các chủ điểm được hỏi trong IELTS đó, thì điểm của bạn chắc chắn là trên 8 bởi vì nó chứng tỏ là bạn đọc nhiều. Right. They spend most of the time on social networks nên là họ cần những cái gì đó digital hơn này trong khi vẫn cứ vui vẻ và tương tác và communicative all at the same time. Right. Đấy là tất cả những gì mà mình có thể chia sẻ với các bạn về bài nói hôm nay của mình. Right, có lẽ là cũng hơi nhiều rồi. Vậy nếu bạn nào muốn nhận được cái bản full PDF của cái câu trả lời này thì các bạn để lại comment email của bạn nhé. Mình không rõ cái chế độ comment ẩn như nào nhỉ, mình cũng không chưa nghiên cứu cái đấy, nhưng mà nếu bạn ngại không tiết lộ email của bạn thì bạn có thể inbox mình và mình sẽ gửi cho bạn bản full của cái câu trả lời này. Ok, bản full PDF. Alright. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhé. Hy vọng là 2 năm sau mình sẽ lại đi thi nữa. Ok, bye bye. Have a nice day.